Tình cờ là hôm đó nhắn tin cho Tiên, nói ừ mẹ ơi tôi muốn đi sửa mũi. Vừa nhắn cái là nó trời sao giống ý tao quá vậy, tao cũng muốn đi sửa mũi luôn. Xin chào mọi người, mình tên là Trinh, hiện là mình đang kinh doanh buôn bán tự do. Mình tên là Tiên, mình hiện 34 tuổi, mình đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình với Trinh chơi với nhau cũng được 10 năm rồi. Gương mặt của mình chưa có được sắc nét lắm, dáng mũi nó thấp quá nhìn cũng không được ấn tượng á, nên là mình muốn sửa mũi lên nhìn cảm thấy tự tin hơn, công việc của mình nó thuận lợi hơn. Tiên có một cái khuyết điểm đó là đầu mũi nó hơi bị ngắn. Tiên muốn khắc phục nó bằng cách là kéo cái đầu mũi dài ra để cho mình có tự tin giao tiếp với khách hàng. Tình cờ là hôm đó nhắn tin cho Tiên, nói ừ mẹ ơi tôi muốn đi sửa mũi. Vừa nhắn cái là nó trời sao giống ý tao quá vậy, tao cũng muốn đi sửa mũi luôn. Từ lúc đó là hai đứa là tự nhiên đi tìm hiểu về sửa mũi thì chắc cũng được 2 năm. Bạn của Trinh giới thiệu cho Trinh thì Trinh mới nói Tiên ơi ừ bạn tao sửa vậy đậy đó, qua hôm qua xem mình đi tư vấn thử coi như thế nào. Thì hôm đó là hai đứa book grab chạy qua Azno tư vấn, thấy dáng mũi đẹp quá rồi chốt đơn luôn. Cảm xúc của Tiên thì rất là hồi hộp, nhưng mà cũng có bạn đồng hành cùng Tiên cho nên cũng giảm bớt được phần nào. Cảm xúc Trinh cũng vậy, rất là hồi hộp, không biết là mình sẽ như thế nào. Nghĩ tới cái đẹp nên là cái nỗi đau này nó vơi đi hết. Nói về ngày phẫu thuật, Trinh làm trước, còn Tiên thì bị viêm mũi cho nên bác sĩ nói là không có làm được. Bác sĩ cho Tiên thuốc, hướng dẫn Tiên về cách sử dụng để trị dứt cái viêm mũi của Tiên. Khi bác sĩ giải thích hướng dẫn cho Tiên thì Tiên cảm thấy an tâm hơn để cho cái ca phẫu thuật của Tiên sau này được an toàn hơn. Hôm nay thấy cái mặt của mình sắc sảo hơn nè, với lại tự tin khi giao tiếp với lại mọi người. Với lại đi đâu thì ai cũng khen dáng mũi đẹp tự nhiên nên là Trinh thích lắm. Nhiều khi mình nghĩ bụng là trời sao biết vậy, mình không làm từ sớm hơn. Tiên thấy là mặt của Tiên sắc sảo hơn, ai cũng khen là mặt của Tiên tây hơn nhiều. Khách hàng của Tiên vô cứ nói ủa sao Tiên dạo này đẹp quá vậy. Chồng của Trinh nói thì đẹp lắm rồi đó, rồi thêm hai đứa con mình nữa cũng bất ngờ khi mẹ đi sửa mũi. Mẹ ơi con thấy mẹ lạ quá, mẹ đẹp quá nên cũng cảm thấy happy. Mẹ chồng mình thì cứ nhìn mình suốt, rồi chồng mình thì cũng thấy lạ và cũng khen là nhìn đẹp tay hơn nhiều. Trinh cảm thấy thay đổi rất là nhiều, là vừa rồi mới ký kết được hợp đồng mở thêm một quán nữa nên là Trinh cảm thấy là cũng may mắn, thuận buồm xuôi gió. Còn Tiên thì vui là được khách hàng vô lúc nào cũng khen mình đẹp và mình vui trước rồi, rồi được ông xã cũng chiều chuộng. Từ đó giờ Trinh với Tiên đồng hành với nhau từ cái việc nhỏ nhặt nhất cho tới cái việc đi phẫu thuật nâng mũi. Hy vọng là tụi mình sẽ đồng hành với nhau để xinh đẹp hơn, tự tin hơn và sẽ thay đổi tích cực trong cuộc sống. Chuyên sâu nâng mũi.